những câu đố mẹo ngắn. Chỉ có những người thông minh mới trả lời được. Câu số 1. Con gì chân luôn quỳ, tay luôn trống? Đáp án là con cóc. Câu 2. Cái gì càng thổi càng xẹp? Đáp án là cái phổi. Câu 3. Cái gì càng lên cao thì càng xuống thấp? Đáp án là cầu bập bênh. Câu 4. Con gì có tới 3 đầu, 3 đuôi và 8 chân? Trả lời là con rắn hổ ngựa và chim cú mèo. Câu 5. Càng thối càng thích là cái gì? Đáp án là tiền thối. Tiền thối có nghĩa là trả lại tiền thừa. Tiền thối có nghĩa là trả lại tiền thừa. Câu 6. Cái gì càng mang ra phơi nắng thì càng ướt? Đáp án: nước đá, kem hoặc băng. Câu 7. Cái gì có chân và lưng mà không có mình và đầu? Đó là ngọn núi, đồi. Đi thì đứng, đứng thì ngã là cái gì? Đáp án là cái xe đạp. Câu 9. Cái gì càng tối càng sáng? Đáp án: mặt trăng, ngôi sao, bóng đèn. Câu 10. Cái gì càng sáng càng tối? Là cái bóng. Câu 11. Cái gì càng già càng trẻ? Là năm sinh. Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động? Là con đường. Câu 13. Càng bóp càng cứng là cái gì?
máy đo huyết áp. Những loài cá nào được đặt tên theo động vật khác? Trả lời: cá heo, cá chim, cá ngựa, cá voi, cá bò, cá mèo, cá chó, cá sói, cá ếch, cá bướm, cá sư tử, cá rơi. Câu 15. Đi lè lưỡi, về lè lưỡi là cái gì? Là cái cày. Câu 16. Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Là gấu bông. Câu 17. Quả gì càng ăn càng thông minh? Đáp án: quả lừa. Câu 18. Càng lớn càng nhỏ là con gì? Bạn hãy cho đáp án ở dưới video này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem.